Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái ví Solet.io để lưu trữ những cái đồng coin chạy trên nền tảng của Solana nha các bạn. Thì để tạo được một cái ví thì các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video mình, các bạn mở cái link phong ra nha các bạn. Thì con này nó có trên web. Thì mở link phong ra, thì sau khi các bạn mở link phong ra thì nó có một cái giao diện như thế này. Thì các bạn lưu ý nha các bạn, các bạn copy cái mã 3GK 24 ký tự đặc biệt này lại nha các bạn. Sau 24 ký tự đặc biệt này để sau này các bạn là có thể làm mắc điện thoại hay là làm mắc cái gì đó, các bạn có thể khôi phục dữ liệu nha các bạn. Thì các bạn sao chép lại xong rồi các bạn lướt xuống đây, các bạn bấm vào một dành điều khoản này các bạn, rồi các bạn có thể download về backup Monet nha các bạn. Rồi các bạn cái đây bắt up Monet thì các bạn có thể download cái mã cây này mà khỏi, mà các bạn lưu ý các bạn chỉ lưu cái mã 3GK 24 ký tự để khu vực dưới là ok. Các bạn bấm vào continue nha các bạn. Sau khi bấm vào continue thì các bạn sẽ bắt up lại 24 chuỗi ký tự các bạn đã sao chép bên dòng đầu tiên các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc đặt password thôi các bạn. Ví dụ như password thì thường 8 đến 20 ký tự nha các bạn. Mình ví dụ mình tên anh, mình đặt anh đi. Hay rồi mình share lại các bạn. Rồi nha các bạn, mật khẩu thì có 8 đến 20 ký tự các bạn tự đặt các bạn. Có chữ và ký hiệu qua, có ký hiệu đặc biệt các bạn. Rồi bấm vào create wallet nè. Để nó connect đến cái ví. Ok, như vậy mình đã có một cái ví là Solana các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn sử dụng ví luôn bạn. Thì các bạn nhấp vào mũi tên nè. Thì nó có hai mục. Thì nó có hai mục, mục reset là cái địa chỉ nhận của tất cả các bạn, là cái địa chỉ ví nhận này nè các bạn. Form. Rồi các bạn có thể bỏ qua. Còn địa chỉ gỡ là các bạn gỡ địa chỉ này nè các bạn. Bấm send. Rồi các bạn, thì ở trong đầu thì các bạn điền địa chỉ người nhận và số lượng người ta các bạn. Rồi các bạn để mình bấm vào bỏ bắt up lại các bạn. Rồi thì để gỡ được những cái đồng coin chạy trên tảng Solana thì các bạn cần phải có token có ký hiệu là Solana nha các bạn. Token Solana nó có ký hiệu là Sol nha các bạn. Thì token này các bạn có thể mua trên sàn là Binance. Khoan các bạn giảm xíu qua. Sao cái máy này kỳ ta. Binance nha các bạn, Huobi hoặc là FTX nha các bạn. Thì thường thì các bạn hai sàn Huobi và sàn Binance là hai sàn lớn các bạn. Rồi để ép được con tóc cần thì các bạn cần phải có phí phí ra là tóc cần Solana nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào một, các bạn bấm vào một dấu cộng nè các bạn. Thì để ác con một con tóc cần thì các bạn cần phải tốn phí ra là 0.002 tóc cần Solana nha các bạn. Thì để xóa được sau khi các bạn, nếu mà bạn không dùng con tóc cần đó thì các bạn có thể xóa các bạn. Thì trên điện thoại mình không biết cách xóa các bạn, trên vi tính thì mình biết cách các bạn. Để trên điện thoại thì mình tìm hiểu sau, có gì mình làm cái video hướng dẫn các bạn xóa nha các bạn. Thì sau khi bạn xóa thì nó sẽ hồi phục tóc cần Solana lại cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì trên ví này các bạn quan trọng là hai mục, một gỡ và một nhận nha các bạn. Còn trang chat tóc cần thì muốn để chat được con tóc cần nào nó có vậy hay không thì các bạn bấm vào một reset nè các bạn. Các bạn copy nè các bạn. Các bạn vào nhấp vào một view on Solana này nè các bạn. Rồi các bạn dán cái con chắc các bạn, cái địa chỉ của tất cả các bạn vào, các bạn nhấp đây các bạn. Rồi bạn bấm vào một tìm kiếm nè. Rồi các bạn bấm vào một account nè các bạn. Thì cái này nó chết tóc cần thì nó cũng tương tự như trang BC scan thôi nha các bạn. Khoan các bạn. Để mình ấy. Rồi các bạn bấm vào một account nè. Thì có con tóc cần nào nó về thì nó sẽ hiện dưới đây nha các bạn. Cái mục tóc cần nè các bạn. Vì video này mình mới vừa hướng dẫn các bạn tạo ví nên mình chưa có tóc cần nào nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tạo ví Son Wallet chạy trên nền tảng của Solana. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.